Phượng Vũ cảnh giác, Quân Lâm Uyên đồng ý dễ dàng như vậy ư? Sao ta cảm giác hơi quái quái? Phong quản gia lên tiếng. Điện hạ đã tra rõ rồi, bảo bối mọc ở huyện Băng Sơn Cốc, chỉ là vẫn cần tìm kiếm địa điểm cụ thể. Phượng Vũ kinh ngạc, huyện Băng Sơn Cốc? Không sai, đó là nơi của Tiên Linh Quả. Chỉ cần lấy được Tiên Linh Quả là mình có thể tu luyện. Cả nhóm người trèo non lội suối đi qua mọi ngóc ngách, chỉ có Phượng Vũ không có linh lực, sức lực tiêu hao. Nhận ra điều này, Phong Tầm lo lắng hỏi. Tiểu nha đầu, cô không sao thật chứ? Tất nhiên là không sao, ta rất khỏe. Hay là ta cõng cô nhé? Mộc Giao Giao cằn nhằn. Càng đi về phía trước ma thú càng lợi hại, đến lúc đó, cho dù cô muốn không đi cũng không được. Phong Tầm liếc nhìn. Sao bây giờ cô lại xấu tính y như biểu ca của mình vậy? Huyền Dịch cũng không thấu tình đạt lý như vậy. Phong Tầm nhỏ giọng giải thích, cô ấy là biểu muội một người huynh đệ của ta, thích dây dưa với lão đại, đừng bị cô ấy hù dọa. Phượng Vũ nhìn với ánh mắt sân si, hóa ra là vậy. Mặc kệ cô ấy, chẳng phải cô còn có ta sao? Nào, ca ca cõng cô. Phượng Vũ khách sáo từ chối. Giờ thì không cần, cảm ơn. Phượng Vũ thở dài áy náy, suốt chặn đường Phong Tầm giúp mình thế này, mà mình lại lợi dụng hắn để gia nhập đội ngũ, hy vọng sau này đừng tổn thương đến hắn. Buổi tối trong rừng, Phượng Vũ vén màn bước vào túp lều liền kinh ngạc. Đây chính là thuật không gian cao cấp chỉ có hoàn thành mới có, diện tích của một chiếc lều đủ chứa cả một tòa cung điện, nhưng vẫn còn cách xa không gian long phượng của sư phụ. Phong Tầm kéo ra một chiếc ghế. Tiểu Ngủ ca ca thấy người đi khắp kha khắp khểnh, chắc là bị thương rồi, cởi giày ra ca chữa vết thương cho ngươi. Phượng Vũ định từ chối, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào chân nàng, vết thương lòng bàn chân truyền đến cơn đau nhức nhối khiến Phượng Vũ run rẩy. Phong Tầm vừa trách vừa dịu dàng, bị thương sao không nói sớm, đừng tự mình chịu đựng, có đau thì nói cho ca ca biết. Ta không sao, thật sự không sao, ca ca đừng lo cho ta. Phong Tầm gấp gáp gọi. Phong quản gia, mau lấy nước nóng và dược cao đến đây. Phượng Vũ vô tình nhìn thấy ánh mắt thờ ơ của Quân Uyên Lâm trong lòng lo lắng. Không phải ngày ấy cảm thấy ta là gánh nặng, muốn đuổi ta ra ngoài đó chứ? Khác với người đó, PHNG Tầm dịu dàng ân cần, không đau không đau, tí nữa là đỡ. Nếu không xử lý vết thương trên chân của ngươi thì ngày mai sẽ không đi nổi đâu. Phong Tầm giữ lấy bàn chân đẫm máu nhẹ nhàng bôi thuốc. Mộc Giao Giao mỉa mai, chân cô ta đã thế này rồi ngày mai sao có thể theo kịp được, dẫn theo phiền phức biết bao. Vượt cao này được phối bởi dược sư hoàng gia, chơi dù ngày mai vẫn chưa khỏi thì chẳng phải vẫn còn có ta hay sao? Mộc Giao Giao bị nói thế chỉ hừ lạnh. Bôi dược xong rồi Tiểu Ngủ ngoan ngoãn đừng động đậy, ca đi lấy tấm chăn cho ngươi. Phượng Vũ vui vẻ, cảm ơn Phong ca. Thấy Phong Tầm đã rời đi, Mộc Giao Giao kinh bỉ nói, người thật là vừa xấu xí vừa phiền phức, trong buồn nôn còn lắm mưu mô. Ta nói cô trông thật xấu. Phượng Vũ đã dịch dung, không ai nhận ra nhan sắc thật của nàng. Trong mắt người khác, nàng chính là đứa vừa mập vừa nhiều tàn nhang. Mặc dù xấu không phải lỗi của cô, nhưng cô phải quản cái mắt của mình cho tốt, đừng có mà ngấp nghé Quân ca ca. Phượng Vũ ồ một tiếng, hóa ra cô nhằm vào ta là muốn làm nha hoàn à? Yên tâm đi, ta sẽ không giành với cô. Bị nói là nha hoàn, Mộc Giao Giao tức xanh mặt. Trước thì chọc tức Mộc Giao Giao, sau đã có Phong Tầm bảo kê cũng kiêm luôn bảo mẫu. Tiểu Ngủ, cha đã chuẩn bị xong, đi thưởng thức trà nóng và nghỉ ngơi đi nhé. Đừng cứ chọc tức nàng ta như vậy. Phong Tầm dìu nàng ngồi xuống bàn ăn, từ từ thôi muội ngồi đây. Mộc Giao Giao lúc này trở nên dịu dàng, e thẹn, Quân ca ca đây là trà ta đặc biệt chuẩn bị cho ngài. Thanh niên lạnh lùng chỉ nhìn không nhận. Bị làm lơ, Mộc Giao Giao chuyển đề tài. Huynh đã nhận được thư mà Tả sư tỷ viết chưa? Phong Tầm hỏi, sư tỷ cô là ai? Tả Thanh Vân sao? Mộ Giao Giao cau có, đừng nhắc lại tên cũ của sư tỷ ta nữa, bây giờ tỷ ấy tên là Tả Thanh Loan, có nghĩa là phượng hoàng lửa vua của trăm loài chim. Nghĩ ngợi lời khen, cái tên này ngược lại khí phách. Nghe thấy tên người quen, Phượng Vũ cay cú nắm chặt tách trà, hận không thể làm gì nàng ta. Phong Tầm lại nói, thế nhưng thực lực hiện tại của nàng ta xứng với cái tên này sao? Mộc Giao Giao rảnh mũi khoe khoang. Tại sao không xứng, đại sư tỷ ta là người được nhiều người chọn, là người xếp vị trí thứ nhất trong linh tông bảng. Ồ, thế thì thật đáng kinh ngạc. Sư phụ ta thường xuyên cảm thán rằng may mà nhận Tả sư tỷ làm thần nữ Bích Lạc cung chứ không phải vị kia. Ai cơ? Chính là tiểu thiếu nữ thiên tài của đế đô năm đó, cũng chính là phế vật của Bắc Cảnh Thành bây giờ, Phượng Vũ. Nghe nhắc đến Phượng Vũ, Quân Lâm Uyên liếc nhìn Mộc Giao Giao rồi lại nhìn Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ bây giờ lại đang tập trung chuyên môn ăn uống, không để ý có người đang nhìn mình. Phong Tầm lại cảm thán, nhắc mới nhớ năm đó nha đầu Phượng Vũ, tôi còn nhỏ đã xinh đẹp đến nỗi người ta muốn trộn về nhà làm muội muội để sủng. Phượng Vũ nghe nhắc đến mình lại mắng thầm, các người bàn tán chuyện về ta trước mặt ta thế này vậy cũng được hả? Mộc Giao Giao đắc ý, lúc còn nhỏ cô ta rất đẹp hả? Người cảm thấy sau khi nàng ta trưởng thành có đẹp bằng ta không? Phong Tầm tay lột quả chuối rừng rưng nói, mẫu thân nàng ta là mỹ nhân đẹp nhất Quân Vũ, dung mạo nàng ta có thể xấu sao? Cô đừng có đem mình ra so sánh nữa, sợ là không có tư cách làm nha hoàn cho nàng ta nữa. Nghe được tâng bốc, Phượng Vũ nghẹn lại, có phải là chém gió hơi quá rồi không huynh đệ? Mộc Giao Giao giận quá đổ lửa lên người Phượng Vũ, đồ xấu xí nhà cô có ý gì hả? Xấu là xấu thế nào, rõ ràng Tiểu Ngũ nhà ta rất đáng yêu. Được, đợi sau khi xuống núi ai cũng đừng đi, chúng ta đến Phượng gia lão trạch xem thử. Ta không tin, Mộc Giao Giao ta lại không bằng một phế vật. Phượng Vũ khó chịu nghi hoặc, đến nhà ta làm cái gì, ta còn phải luyện cử chuyển hồi linh đan, chẳng lẽ đây chính là tay bay vạ gió? Phong Tầm vẫn khen không ngớt lời, uầy, khi đó Phượng Vũ rất lóa mắt, nàng ta phá vỡ mọi kỷ lục tu luyện, ta nhớ khi nàng ta 4 tuổi đã là linh sư tam cấp nhỉ. Người im lặng không nói từ này đến giờ lại phản đối Phong Tầm là tứ cấp.
Phượng Vũ nhắm tách trà than ôi, các người đừng bàn tán chuyện của ta nữa có được không? Giờ đây ta chẳng còn là linh sư nhất cấp nữa. Phong Tầm thật là nhiều nước bọt còn kể lại chuyện xưa cũ. Khi đó, ta nghi ngờ Huyền tiểu nhị thích Phượng Vũ, hắn ngày nào cũng vác kiếm chạy đến trước cửa Phượng gia đòi quyết chiến. Kết quả người ta chẳng nhớ đến hắn. Phượng Vũ lại oán than trong lòng, khi đó sư phụ xinh đẹp dạy ta từ sáng tới tối, ta lấy đâu ra thời gian để nhớ nhiều chuyện vặt vãnh như vậy. Phong Tầm chẳng những không nghe thấy còn cười hả hê, đáng tiếc Phượng Vũ không thích hắn, người nàng ta thích là quân lão đại của chúng ta. Khi đó Phượng Vũ thích quân lão đại, có ý đợi ở ngoài cửa học viện đế quốc, nàng ta thẹn khùng đưa một viên tam sinh thạch rồi bỏ chạy. Phượng Vũ phun luôn ngụm trà vừa uống, hiểu lầm lớn rồi, ta đã nói là giúp người khác tặng mà, các ngươi không nghe thấy hả? Thẹn thùng bao giờ, đừng có tưởng tượng lung tung như thế. Mặt Phong Tầm rầu rĩ. Đáng tiếc, hôn sự của Phượng Vũ và quân lão đại của chúng ta bị hủy rồi. Thanh niên kiệm lời thốt ra hai câu. Chưa hủy, chưa ký tên. Phong Tầm đập bàn sừng sốt. Huynh vẫn chưa ký tên ư? Cũng tức là hiện giờ Phượng Vũ vẫn là vị hôn thê của huynh. Huynh lão đại, chẳng lẽ huynh thích Phượng Vũ nên mới chưa hủy hôn? Phong Tầm lẽo đẽo hỏi đi hỏi lại, có phải hay không? Thanh niên thờ ơ mắng hắn, phản rồi. Ta biết rồi, ý của quân lão đại là Phượng Vũ yêu huynh say đắm, huynh không nỡ tổn thương nàng ta vậy nên miễn cưỡng không hủy hôn. Thanh niên ừ một tiếng. Mộc Dao nghe thấy lời này hóa đá. Phượng Vũ lửa giận phừng phừng. Say đắm ư? Ta say đắm hắn lúc nào? Mộc Dao hỏi đúng trọng tâm. Vì sao không hủy hôn? Hiện giờ Phượng Vũ chỉ là một người bình thường, qua mấy chục năm nữa nàng ta sẽ là một bà lão bạc đầu. Thái tử điện hạ, một nhân vật thần thánh như ngài, sao nàng ta xứng được ở bên ngài? Phượng gia nóng vội khiến Phượng Vũ luyện công tẩu hỏa nhập ma, nổ mất Phượng Hoàng chân huyết, trở thành một phế nhân không có tu vi. Chuyện này có thể trách ai? Chẳng phải nên trách Phượng Vũ quá tham vọng? Phong Tầm lại bênh vực, muốn trách phải trách Phượng gia quá tham vọng, gia tộc họ hiếm khi xuất hiện một tuyệt thế thiên tài, thế nhưng lại bị hủy hoại như thế này cũng thật đáng tiếc. Phượng Vũ nghe thì tức giận trong lòng, thì ra năm đó Tả gia vịn vào cớ này, chẳng những hủy đi Phượng Hoàng chân huyết của ta mà còn tung tin đồn hãm hại, muốn có cả danh lẫn lợi. Thật là có chỗ tốt gì đều bị các người cướp hết, tiên linh quả ta nhất định phải có được. Buổi tối lúc đi ngủ, tính cảnh giác của nàng vẫn không mất đi, nhận ra có nguy hiểm nàng liền tỉnh dậy vô thức tỏa ra sát khí. Phong Tầm sừng sốt, sát khí mạnh quá, tại sao một người phàm như Phong Tiểu Ngủ lại phát hiện? Bên ngoài thúc lều, bầy sói hung dữ, nhè nanh trợn mắt, muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Phượng Vũ nhận ra Phong Tầm sẽ nghi ngờ liền giả vờ dụi mắt, Phong ca đã xảy ra chuyện gì? Phong Tầm nghi ngờ nhân sinh ngũ quan của hắn, lẽ nào là ảo giác của mình, chẳng lẽ muội ấy chỉ tình cờ tỉnh dậy lúc nửa đêm? Phong Tầm vén màn túp lều, nhìn ra bên ngoài đã bị hắc diệu lang bao vây, chúng ta có thể đã trở thành mục tiêu mà chúng nhắm đến. Cái gì? Chúng ta phải làm sao đây? Có khi nào muội sẽ chết không? Muội không muốn chết. Phong Tầm an ủi nàng. Túp lều có trận pháp bảo vệ, lát nữa hắc diệu lang tấn công, có thể sẽ rất hỗn loạn, lúc đó muội hãy ở trong lều đừng đi ra ngoài. Nói rồi a quay người rời đi. Phượng Vũ thầm nghĩ, nguy hiểm thật, suýt thì bị Phong Tầm nhìn ra sơ hở, sau này phải giả trang cẩn thận hơn, đặc biệt là trước mặt Quân Lâm Uyên, luôn có cảm giác hắn ta đang cố ý hoặc vô ý nhìn chằm chằm mình. Phượng Vũ ló đầu. Phong ca, tình huống sao rồi? Lần này chúng ta phiền phức to rồi, đây không phải đàn hắc diệu lang tầm thường. Người của Hắc Ám Cung đỉnh vẫn luôn bám theo chúng ta, có khả năng đám sói lang này do bọn họ khống chế. Dù thực lực của đám hắc diệu lang này rất bình thường, nhưng chúng lại rất xảo quyệt và đông đảo, đánh nhau khó tránh sơ suất, nếu có nguy hiểm muội hãy hô to kêu cứu. Dứt câu, đàn sói liền lao đến tấn công Phong Tầm. Một trong đám sói đã cắn nát túp lều, phá vỡ trận pháp bảo vệ bên trong. Phượng Vũ nghĩ bụng, xem ra trận pháp không chống đỡ nổi nữa rồi. Trong Long Phượng Linh không gian có loại thuốc xua đuổi sói, bây giờ lấy ra thì lại khó giải thích. Lại nhìn Mộc Dao Dao, cô ta vẫn chưa tỉnh ngủ, rốt cuộc ai mới là phế vật, ai mới là linh sư ngũ cấp? Trận pháp bị phá, Mộc Dao Dao dụi mắt tỉnh dậy. Tiếng gì vậy, dám làm phiền bản tiên tử ngũ, sao lại có nhiều hắc diệu lang đến vậy? Cận kề sinh tử cô ta vẫn xấu tính. Đứa xấu xí lắm chuyện cũng đang ở đây. Nếu vậy, để cô ta đi chết đi, chắc thầy ta cũng coi như là vinh hạnh kiếp này của cô. Một tay đẩy Phượng Vũ vào hàng sói. Phượng Vũ nở nụ cười, nếu đã muốn ta chết vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tay nàng nắm lấy tay Mộc Dao Dao kéo về phía trước, kẻ ác gặp ác báo, bầy sói lao vào cắn xe à ta. Phượng Vũ hét to, a à, cứu mạng, Mộc tiên tử tại sao lại đẩy ta chứ? Phong Tầm nghe kêu cứu liền quay lại trợ giúp, một cước đánh bay bọn sói. Mộc Dao Dao cáo trạng, tiểu vương gia ta nhìn thấy cô ta dùng võ lực, nàng ta vốn không phải người bình thường, chắc chắn là gian tế, mau giết nàng ta. Các ngươi ồn ào gì đấy? Phượng Vũ lo lắng, hắn quay lại lúc nào vậy? Có nhìn thấy mình thi triển thể thuật không? À, Mộc Dao Dao đầy nước mắt, quân ca ca, vừa nãy nàng ta để bảo vệ bản thân mà đẩy ta vào bầy sói, ta suýt chết rồi. À, biết diễn kịch Phượng Vũ cũng không kém, nước mắt hai hàng, ta có linh lực hay không mọi người có thể cảm nhận được mà. Ta chỉ là một phàm nhân sao có thể đẩy được tiên tử chứ? Mạng của phàm nhân nhỏ nhoi như ta không giá trị, nhưng cũng không thể tùy ý vu khống. Phượng Vũ trong lòng xỏ xiên, giả vờ đáng thương à, bây giờ ta giả vờ rồi chiêu này không dùng được nữa đâu, nếu ngươi đã ác nhân cáo trạng thì đừng trách ta ăn miếng trả miếng. Mộc Dao đay nghiến, tên quái dị như ngươi giả vờ cái gì chứ? Đám sói đó chỉ cắn ta, không cắn ngươi, chắc chắn ngươi có gì đó kỳ lạ. Phong quản gia lên tiếng, không có gì kỳ lạ cả, chỉ là trùng hợp. Trên người Không cô nương có mùi của phiêu xương thất dạ thảo, hắc diệu lang rất nhạy cảm với mùi này. Vừa nãy Song cô nương ngã đúng vào phong xương thất dạ thảo, thế nên chúng mới không cắn. Ta không tin,
Sao lại có thể trùng hợp như vậy được chứ? Nàng ta chính là gian tế, nàng ta đẩy ta vào giữa bầy sói. Phượng Vũ khoái chí trong lòng. Tất nhiên không phải trùng hợp rồi, ta đã rắc dược đuổi sói lên người trước, sau đó lấy cỏ từ Long Phượng Linh ra che đậy. Lão quản gia lại nói, hơn nữa từ những vết chân này, nhìn vị trí dấu chân có thể thấy rõ là Mộc cô nương đẩy Phong cô nương vào bầy sói. Nàng ta ánh mắt lãng tránh bảo chữa, đó là ta muốn thăm dò nàng ta. Sự chú ý của Quân Lâm Uyên bị một con sói vương thu hút. Sao lại có nhiều hắc diệu lang như vậy? E là phải ác chiến rồi. Phong Tầm nói, lại là hắc ám cung đình, có thể khống chế nhiều hắc diệu lang như vậy thì chỉ có Ngự Minh Dạ thôi. Mục Giao Giao bất ngờ, cái gì? Ngự Minh Dạ đã có thể khống chế nhiều sói như vậy trong một lần ư? Ba người còn lại ánh mắt đầy ghét bỏ. Phượng Vũ mở lớp giảng đạo lý, vị tiên tử này chỉ cần khống chế được lang vương thôi, sau đó có thể thông qua nó mà khống chế các con còn lại. Tiếng gầm rú thất thanh, sắp phát động tấn công rồi sao? Khi chiến đấu Phong Tầm sẽ khó có thể để ý mình, còn người khác sẽ không quan tâm sống chết của mình. Bây giờ mình không có linh lực dựa vào mỗi bộ pháp và thể thuật, sợ là không chống đỡ được lâu. Xem ra lát nữa phải lấy đồ ra rồi, nhưng phải cẩn thận không để hắn phát hiện sơ hở, nếu không hắn sẽ là người đầu tiên giết mình. Phượng Vũ đang canh mè Quân Lâm Uyên thì nghe hắn nói một chữ đi thôi. Nàng ngơ ngác, đi đâu? Cả núi đều là hắc diệu lang, đi đâu được chứ? Đang lo lắng rất mồ hôi hột thì Phong Tầm khoác vai, yên tâm đi, Quân lão đại chắc đã sớm đoán được Ngự Minh Dạ có thủ đoạn này, nhất định đã có cách phá giải. Dứt câu chỉ thấy thanh niên cả người thoát ra tia sét lôi điện đánh vào bầy sói, mạnh con nào nấy bỏ mồi chạy lấy mạng. Chuyển cảnh ở thung lũng huyền băng lạnh thấu xương, Phượng Vũ vừa đi vừa nghĩ ngợi, Quân Lâm Uyên có thể dễ dàng phá giải phương pháp ngự thú, thực lực mạnh hơn ta dự đoán, muốn lấy tiên linh quả từ trong tay hắn không phải chuyện dễ dàng. Cơn đau từ lòng bàn chân lại truyền đến, Phượng Vũ vẻ mặt ủ rũ lại nghĩ vết thương ở lòng bàn chân rách ra rồi, không có linh lực chống đỡ, cơ thể của mình đang yếu dần, tầm nhìn dần trở nên mờ ảo. Mình phải đuổi kịp bọn họ, nếu không sẽ không có cơ hội thu hoạch tiên linh quả. Phong Tầm luyên thuyên, Quân lão đại, xem ra kế sách của ngươi rất hiệu quả, Ngự Minh Dạ chắc chắn đã đến thung lũng huyền băng vì muốn ngăn cản chúng ta, nên mới mạo hiểm điều khiển lang vương, vừa rồi bị phá vỡ phương pháp ngửi thuốc nên hắn đã bị cắn trả. Xem ra Quân Lâm Uyên trước khi rời đi đã dẫn họ đến thung lũng huyền băng để bố trí tiền tuyến. Phượng Vũ nhớ lại, những năm này mỗi lần tới đây đều bị Bất U Thánh Mãng ngăn cản, không thể đến gần. Tính theo thời gian, nó sớm đã đến cấp 9, chỉ sợ Quân Lâm Uyên không có cơ hội thắng được nó. Dùng kẻ thù để dụ Bích U Thánh Mãng mới là cách tốt nhất. Nhưng Hắc Ám Cung Đình không phải muốn ám sát Quân Lâm Uyên sao? Tại sao lại để mắt đến tiên linh quả? Phượng Vũ cất tiếng hỏi Phong Tầm, Ngự Minh Dạ mà các người nhắc đến rất lợi hại sao? Sức mạnh của Ngự Minh Dạ chỉ đứng sau Quân lão đại, nhưng hắn không bằng lòng xếp ở vị trí thứ hai, luôn muốn cướp tất cả những gì của Quân lão đại. Hơn nữa, tính tình hắn rất thất thường, chỉ thích hành động theo ý mình, phía sau hắn là một nhóm trưởng lão trung thành với hắn, rất khó đối phó. Tóm lại ngươi nhìn thấy hắn thì dáng chạy thật nhanh. Thì ra Quân Lâm Uyên còn có một cái đuôi vướng víu như vậy. Đi được một đoạn, cả nhóm phát hiện một cái xác rắn siêu to khổng lồ, lại phát hiện đằng xa tiên linh quả đang treo lủng lẳng. Quân Lâm Uyên dễ dàng lấy được tiên linh quả là bởi vì đã tính kế Ngự Minh Dạ từ sớm. Phượng Vũ trong mắt chỉ có tiên linh quả, chỉ cần có được nó. Đang nghĩ thì từ trên trời giáng xuống một tiếng ầm, tuyết bay mịt trời, truyền tới âm thanh. Họ Quân kia, ngươi lại tính kế ta, chân nào vừa đạp lên đầu ta, ta sẽ chặt chân đó ra thành từng mảnh. Ngự Minh Dạ? Là Ngự Minh Dạ sao? Đến đúng lúc lắm. Ngự Minh Dạ khiêu khích Quân Lâm Uyên, quyết đấu đi, vật trong tay ngươi phải là của ta. Dứt câu hắn tung chiêu hướng về Phượng Vũ. Phượng Vũ lo lắng, sao lại xông đến chỗ ta? Quân Lâm Uyên đứng ra đỡ một chiêu này, áp lực phát ra đánh vào lục phủ ngũ tạng của Phượng Vũ khiến nàng phun ra máu, bay xa cả dặm. Phong Tầm đỡ lấy nàng hỏi han, muội sao rồi? Ta không sao. Lại nghĩ trước đây Phong Tầm nói không sai, tên này đầu óc không bình thường, nhìn hắn ăn mặc không biết nóng lạnh, mình nên nhận ra mới phải. Ngự Minh Dạ xéo sắc hỏi, Quân thái tử lại đi bảo vệ một tên xấu xí không có linh lực ư? Chắc không phải tiểu tình nhân của người đấy chứ? Phượng Vũ chuyển ánh mắt, hóa ra là cửu chuyển Bích U Thánh Mãng đang tiến tới. Con vật to xác này vừa đến đã há miệng hút mọi vật vào trong như cổ máy hút bụi, tiên linh quả cũng không ngoại lệ, bay lơ lửng. Ngự Minh Dạ lại nói, vật quy nguyên chủ thật là vô vị, vậy chi bằng để nó biến mất trên thế giới này luôn đi. Nói rồi hắn tung một quyền pháp về phía tiên linh quả. Tiếng động lớn như vậy, Phượng Vũ căn bản không nghe thấy hắn nói gì. Quan sát hành động của hắn, hắn là muốn phá hủy tiên linh quả ư? Tại sao chứ? Hai người họ chẳng phải đến để cướp nó sao? Trăm năm mới kết ra một quả, vốn định đợi bọn họ lưỡng bại câu thương rồi chờ cơ hội ra tay, nếu hiện tại bị lộ sẽ phải đối mặt với hậu quả bị truy sát. Phượng Vũ lại nghĩ về trước đây, kể từ khi Phượng Hoàng Chân Huyết bị hủy, bị người đời ghẻ lạnh, một nhà già trẻ không có thực lực, bị chèn ép áp bức, sư phụ vì nàng mà hồn phách tiêu tán, nàng ta quyết định bất chấp tính mạng cũng phải có được tiên linh quả. Có được tiên linh quả là biện pháp duy nhất có thể tu luyện lại lần nữa. Nàng lấy ra trong không gian linh phượng một thứ đồ vật rồi lao đến hướng tiên linh quả, đồng thời thả ra một làn khói là độc tề tê liệt. Quân Lâm Uyên, Ngự Minh Dạ và cả yêu vật to xác đều trúng phải. Nàng lấy được tiên linh quả nhanh chân chạy trốn. Trận pháp tạo bởi thạch linh có thể giữ chân bọn họ một thời gian. Nhanh như vậy mãng xà đã át được độc tố truy đuổi theo Phượng Vũ. Nàng có toàn thây trốn thoát được hay không? Xin các vị đợi tiếp phần sau.